Ừ, con chào thầy và chào các bạn. Con tên là Nguyễn Tiến Minh, học lớp 7A2, trường Trung học cơ sở Linh Đàm. Ừ, hôm nay con muốn giới thiệu cho thầy cô và mọi người một chương trình được dựa theo chiếc máy tính có thật của con, đó chính là chiếc máy tính Casio Calculator. Và đây là sản phẩm mà con cố gắng làm cho gần giống nhất có thể so với chiếc máy tính thực mà con có. Chiếc máy tính thực con có đang ở trên camera của con ạ. Đó, trên máy tính này thì con có tạo ra một số hoạt động chính như là cộng trừ nhân chia. Và con còn tạo ra cả khu khu vực lưu lưu các kết quả lại. Ví dụ các phép cộng trừ nhân chia như 3 cộng 6 bằng 9, 2 trừ 2 bằng 0, 6 nhân 3 là 18 và 3 chia cho và 6 chia cho 3 bằng 2. Nó thì cái phần một số các thứ khác con làm như là phần dấu chấm hay dấu phẩy trong toán học 2,3 cộng với cả 2, với cả 2,7 sẽ bằng 3, sẽ bằng 5. Đó thì các kết quả mà con tính xong con sẽ được lưu trong cái biến này. Ví dụ con đã làm một phép tính 6 sẽ bằng 6. Và bây giờ cái biến answer sẽ tạo ra kết quả sẽ bằng 6. Và cái biến này cũng có thể nhân nhân chia cộng trừ với các số khác như là nhân 3. Nhưng mà hiện tại thì con vẫn chưa làm được cái phần đấy, và khi mà lỗi xảy ra thì nó sẽ hiện như này. Đó, về phần code thì con yêu thích nhất là con yêu thích nhất là phần phần tính kết quả, bởi vì đây là phần phức tạp nhất mà con từng làm ra. Và chương trình của con xin đến đây cũng xin kết thúc. Con chào cô các bạn. Rồi bây giờ thầy sẽ hỏi về việc thứ nhất là những cái chức năng ở đây này mình đã làm chưa? Đã làm được, có làm được cái nút nào trong ở đây không, trong cái đây đây thầy quanh từ đây đây luôn đi. Ừ, con gần như con vẫn chưa con chưa làm được các nút đấy, bởi vì con không có thời gian. Con dành thời gian con học các môn trên trường ạ. Rồi tức là mình chưa có thời gian làm bất kỳ nút nào trên này đúng không? Vâng. Ok, không vấn đề gì. Thầy đã nói từ trước với các bạn về việc là chúng ta cái chức năng thì mình chỉ cần đảm bảo các cơ bản là được rồi. Ở đây thì thầy sẽ nhận xét qua một chút. Đây là một bài khá là nâng cao vì thầy đã thấy thầy lướt qua thì thầy đã thấy bạn đã áp dụng một số cái chức năng nâng cao vào chương trình. Ở đây Tiến Minh, tuy nhiên phần thuyết trình của Tiến Minh vẫn còn thiếu một số nội dung. Ở ví dụ như là Tiến Minh hãy lựa chọn một chức năng nổi bật trong bài của mình để mình giải thích cách hoạt động. Ví dụ như làm thế nào, đây thì hỏi luôn, ví dụ như làm thế nào để mình thực hiện được cái ví dụ như để thêm được các cái hình ảnh này vào đi, các cái chữ ở đây và thiết kế được các vị trí như này. Và một số cái thì chữ này thì màu khác, chữ này thì phông chữ khác. Đấy, thì mình làm như thế nào? Đấy, giải thích. Mình dùng những lệnh nào? Mà con bật mic lên, thì mình chưa bật mic. Ở đây con có tạo một cái label, cái phần test này là con tạo cái nền của cái máy tính này. Đó, còn một các cái ledger này là con tạo dành cho các cái chữ ở bên chỗ này. Đó, cái phần đầu tiên là cái dòng chữ S V P A M thì con có đánh test ở đây. Sử dụng cái foreground là cái màu tím nhạt mà con cố gắng tìm trên Google. Và phông phông thì vẫn thế, và compound nó sẽ ở giữa. Tiếp theo là cái phần cái letter 2 là con sẽ tạo cho cái chữ Casio, cái chữ to này.
Rồi cái và các đối tượng bên cạnh cũng tương tự ở chữ Casio rồi cái chữ scientific calculator cũng như vậy. Thế ở đây cái thuộc tính compound là điểm gì? Cái này mình chưa học trên lớp thì mình sẽ giải thích kỹ hơn một chút cái điểm gì. Thực ra ở đây là con không cho thêm chữ mà con cho thêm cả cái ảnh nữa. Cái ảnh thì đúng là cái màn hình này luôn. Đó, nếu mà không cho ảnh thì cái màn hình nó sẽ hiện ra một cái màu xám trông xấu. Đó, và ở đây còn có thêm cả thuộc tính void là void đen. Còn cái compound này là cái chỉnh về chữ và ảnh. Ở đây compound này có tầm 5 loại: left, right, up, down. Đó, bốn cái đấy nó sẽ chỉnh cái ảnh nó sẽ xuất hiện ở đâu so với chữ. Còn cái thứ năm là cái center, nó sẽ xuất hiện ở giữa, cái ảnh sẽ ở dưới và cái chữ sẽ ở trên. Rồi, ở đây cái ảnh của con có thể nhấn vào cái ảnh để cho mọi người xem cái ảnh không thôi nó là cái gì. Và cái image thì là fix main screen chẳng hạn, đâu thì ảnh gì đâu. Nó là cái ảnh nào. Đấy, con có thể show luôn, nhấn vào cái ảnh để mọi người xem luôn, mọi người xem cái ảnh là cái ảnh nào ở bên này. Đâu cái ảnh thì là ảnh nào. Đây, đây ảnh máy tính luôn, nền nền có màu xám đây. Ở đây thì Kiến Minh rồi ok, thầy nắm được cái phần trình bày của Tiến Minh. Ở đây thầy sẽ hỏi thêm một chút là con mở lại cái giao diện, con mở lại cái giao diện của bài. Đấy, ở đây thì toàn là thì cái đối tượng text của con là bao gồm từ đây đến đây à? Cái đối tượng text, mình có một cái đối tượng text Cái đối là tượng nó sẽ từ đây đến đây à? text là cái màn hình nền ạ. Là nó chứa cả cái nền luôn á, con sang cái đối tượng text là thầy xem thử. Thế thì tất cả những cái nút này ở đây từ cái ở trên cùng cơ. Được, ok, đấy, ok thầy thấy rồi. Tức là cái đối tượng text là nó sẽ bao trùm cả màn hình. À ở đây nó là một cái label và mình nó làm cái ảnh đúng không? Ý con là con thêm cái ảnh nền của toàn bộ chương trình. Thế thì những cái cũng như ở đây thì mình làm thế nào để mình lập trình để mình thiết kế được ra cái ô hiển thị này gồm hai dòng, một dòng trên đây và dòng dưới đây. Ở đây con có tạo hai cái entry E và E2, một cái là hiện phép tính, một cái hiện kết quả. Đó, Rồi về ok. phần hiển thị thì đây E này con sẽ cho cái E đầu tiên hiển thị phép tính sẽ cho là row 3 và column 1. Con sẽ sử dụng column span 6 để cho cái E đấy nó sẽ ở giữa cái màn hình đấy. Còn cái row span thì con sẽ chỉnh cho nó sát sàn sạt so với cái e ở dưới ạ. Rồi nhưng mà có vấn đề là cái row span là giữ cái column ở đây thì hai cái này nó đang có cái vị trí chênh nhau một dòng thôi và cái chiều dài nó bằng nhau. Như vậy thì đáng nhẽ cái row cái column nó phải chung một column còn cái row nó chênh nhau một dòng chứ nhỉ? Nếu mà theo cái tư duy thiết kế thông thường. Đúng không? Không, Rõ ràng. con đã phát hiện ra là khi mà đặt row span là có nghĩa là chiếm bao nhiêu cột, thì con thấy là cái ảnh và cái nút hoặc là cái entry này nó sẽ luôn luôn ở giữa cái row đấy ạ. À rồi ok, tức là đây mình đang chưa đặt cái mình có một kỹ thuật đặt cái vị trí nó thành ở giữa mình cho phép nó đặt bên trái hoặc bên phải. Tuy nhiên là mình đang đang chưa dùng được đến cái đấy rồi không sao. Ở đây trả lời thêm một cái nữa. Ở đây rõ ràng các bạn có thể thấy là bài của bạn được ra khá được đầu tư khá là nhiều đúng không? Thì hỏi thêm là cái việc mình làm thế nào để tính toán các phép tính cộng trừ nhân chia đơn giản, có phải là con vẫn sử dụng các biến để tính toán như bình thường không hay là mình tính toán dựa trên cái hàm tính cái biểu thức ở đây? Con tính toán vẫn dựa trên cái biến thông thường như thế vậy, nhưng mà con thêm một số thứ ở cái phần button main này.
Button main này chính là Đó, nút dấu bảng đấy à? không main main này là các dấu phép tính, còn cái phần trên là cái equal là phần dấu bằng. Rồi, thế thì con có thêm, tức là so với những kiến thức mình đã được học thì mình có thêm những cái phần nào mà mình thấy nó phức tạp hơn? Trong máy tính của con thì thay vì khi bấm một dấu cộng hay dấu trừ, nó sẽ xóa luôn cả con số này, thì nó sẽ sau khi xóa cái số này xong, Nào thì thầy sẽ chung với bảng con. Các bạn có thể thấy ở đây thì làm thế nào để con lập trình được cái việc nếu mà mình gõ bừa các phép tính vào thì nó sẽ hiện ra cái data error như vừa rồi. cái này con dựng thêm một kiến thức mới là try. Rồi cái try catch, Try. try except tức là dùng để bắt lỗi. Nào, rồi cái thầy sẽ nhận xét luôn. Những cái kiến thức này là con có phần nào con tham khảo trên mạng không và mình tham khảo bao nhiêu? Tự tất nhiên là mình những cái kiến thức này mình sẽ phải tìm hiểu thêm, nhưng có phần nào mình tìm hiểu thêm mà mình không hiểu không, hay là mình sẽ hiểu, mình hiểu 100% rồi? Con tìm hiểu xong thì thường con hiểu, con cố gắng hiểu được kiến thức đấy con mới cho vào bài con. Rồi ok, thông thường cái nguồn thông tin mình tìm hiểu mình sẽ tìm hiểu từ nguồn nào, ví dụ như mình search trên YouTube hay trên diễn đàn hay trên Google hay Facebook hay là ở đâu, hay là hỏi giáo viên hay là hỏi anh chị, hay là cái nguồn thông tin mình tìm hiểu ở đâu? Con thì thường tìm hiểu trên Google thôi ạ. Rồi ok, ở đây thì thầy sẽ xét chung về bài của Tiến Minh. Thầy đánh giá ở đây thì không chỉ thầy mà các bạn khác cũng có thể đánh giá được, đây là bài có rất là nhiều những kiến thức mà bạn ý mà Tiến Minh đã bổ sung thêm, những kiến thức mà chúng ta chưa được học trong học. Đây là một sản phẩm có chất lượng khá là tốt, ví dụ như các đối tượng về label bạn ý đã ứng dụng, thầy cũng đã hướng dẫn qua một chút thì bạn ý đã ứng dụng và bạn ý thêm vào chương trình. Về đối tượng text và đặc biệt là việc sử dụng ảnh, sự đối tượng ảnh bạn ý cũng đã áp dụng và sử dụng được. Ở đây những cái nút này được là ảnh hết là con, những cái nút này ảnh hết là hay lúc bình thường? Cái phần nền đằng sau mấy cái nút mới mới là ảnh. Cái phần nút bên trên như cái nút shift alpha replay và cái nút on và cái nút mode thì con sử dụng ảnh hoàn toàn. Có cái phần nút dưới, cái phần nút màu đen đen này thì cái chỉ có phần nền đằng sau con mới sử dụng ảnh, nhưng có vẻ trông nó không đẹp lắm. Có cái phần đằng sau là con sử dụng chữ. Rồi cái bài mình làm dùng cái nút button bình thường và có nền đen đây đúng không, nền đen chữ trắng. Vâng. Rồi ok, như vậy thì các bạn có thể thấy là bạn ấy đã sử dụng được thêm các đối tượng, ví dụ như là đối tượng label hay là đối tượng image để tìm hiểu và thêm vào chương trình. Ngoài ra bạn đã sử dụng một số cái kiến thức mới, ví dụ như là một số lệnh để bắt lỗi, kiến thức về dùng lệnh try except để bắt lỗi, hay là sử dụng cái hàm config đã có sẵn trong slide. Tuy nhiên là bạn ấy cũng đã phát triển thêm, bạn ấy sử dụng thay đổi trạng thái đây này, sử dụng thêm cái thuộc tính state của ng, hay là bạn ấy đã tìm hiểu thêm một số cái thuộc tính khác để sử dụng trong chương trình, ví dụ như compound chẳng hạn. Được chưa nào? Thì thầy đánh giá rất cao về cái tinh thần tìm hiểu và học của bạn. Vì thời gian ở trên lớp quá hạn cho nên mình cũng không thể nào mà để bạn giải thích sâu hơn về chương trình được. Thầy nhắc lại, chương trình càng dài càng phức tạp, chúng ta lại càng có nhiều thứ để nói và càng có nhiều cái để mà mình cần phải giải thích. Tuy nhiên vì thời gian quá hạn, thầy đã chọn một số cái chức năng tiêu biểu và hỏi Tiến Minh thì bạn đã thể hiện được rằng bạn rất là hiểu về chương trình rồi. Đó, những kiến thức này để bạn đều đã hiểu và đã áp dụng rất là tốt. Thì đấy là về về chương trình. Nhưng ở đây vẫn còn một số điều mà thầy giống như các bạn khác, đó chính là mình đã thử tăng kích thước của các này lên chưa? Bởi vì rõ ràng là như này nó tăng rất là bé, đúng không? Mình hoàn toàn có thể cho to lên một chút cũng như này chẳng hạn. Đấy, cho nó to hơn một chút. Đấy, cho nó dễ nhìn hơn, cũng như là mình hoàn toàn có thể đổi màu của cái nút bên dưới này để nó cho nó tương phản hơn, nếu không thì nó sẽ khá khó nhìn. Tương tự cái nút trên này khá là bé đấy, các nút bé mà cái khoảng cách này khá là trống
đúng chưa nào, cái khoảng cách này còn khá là trống, vì thế mình hoàn toàn có thể nghiên cứu thêm để thay đổi cái giao diện sao cho nó thuận tiện hơn. Tuy nhiên giao diện như thế này đã khá là ấn tượng rồi đúng không nào, đã khá là ấn tượng so với bài các bạn khác, vì bạn đã sử dụng thêm image, nhìn thêm cả cái được cái phần 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 xám vào đây thì các bạn có thể thấy được là nó đã đẹp hơn đúng đúng như nào. Đó đấy là về sản phẩm của bạn, và cả phần giao diện khá là, và phần chức năng thì có rất nhiều chức năng nâng cao, chức năng sáng tạo thêm. Về phần về nội dung thuyết trình, về kỹ năng thuyết trình của Tiến Minh, thì Tiến Minh thuyết trình về cái kỹ năng nói của mình thì mình nói khá là tốt. Tuy nhiên một là gì, mình có thể nói to sạc hơn, và hai là cái nội dung thuyết trình thì mình có thể chuẩn bị kỹ để cho sao cho đầy đủ hơn, vì rõ ràng là bài mà càng nhiều nội dung mới thì mình càng có nhiều phần có thể đưa vào phần thuyết trình của mình. Ví dụ như con chưa nói đến cái việc là như với những cái nội dung kiến thức mới như này thì khi mình làm mình gặp khó khăn thì không, đúng không nào? Đấy, vì rõ ràng là làm được càng nhiều thì cái mình sẽ có càng nhiều thứ để chia sẻ đó, và càng nhiều chức năng mình có thể mô tả đó, thì mình có thể chuẩn bị kỹ hơn cái nội dung thuyết trình sao cho nó được đầy đủ hơn, nhưng là có nhiều cái phần chia sẻ hơn. Rồi như vậy là Tiến Minh đã hoàn thành phần thuyết trình của mình.